Thùy Tiên được khen vì nhận nuôi 15 trẻ em. Tân Miss Trend International giống Miss Teen Award, chỉ thích kiếm tiền từ fan. Hoa hậu Thùy Tiên mới đây làm nhức lòng người hâm mộ khi đưa 15 con nuôi đi chơi đầm sen. Nhìn sang đương kim Hoa hậu Hòa bình Isabella Menin mà ngán ngẩm, nàng hậu người Brazil bị mỉa mai ngày càng giống chủ tịch Miss Teen Award vì mãi mê kiếm tiền từ fan. Sau khi Miss Trend International 2022 khép lại, những ồn ào xoay quanh cuộc thi đã khiến công chúng dần mất niềm tin vào các cuộc thi nhan sắc bởi giá trị mà tổ chức muốn truyền tải luôn đi ngược lại nét đẹp vốn có của một nữ hoàng sắc đẹp thực thụ. Kể từ ngày đăng quang, nàng hậu Brazil Isabella Menin vẫn luôn gây tranh cãi vì một nhiệm kỳ chỉ biết nhảy múa, ca hát rồi livestream bán hàng, đi chơi nghỉ dưỡng, tận hưởng bản thân. Tính cho đến hiện tại, cô không hề mặn mà gì với các dự án thiện nguyện và số quốc gia mà cô từng ghé qua chưa đếm hết một bàn tay. Có thể văn hóa xứ sở chùa vàng vốn cởi mở, tuy nhiên việc một hoa hậu ăn bận nhảy múa phản cảm mua vui cho khách thì quá suy đoài hình tượng, đi ngược giá trị mà biết bao cô hoa hậu muốn gây dựng trước công chúng, một con sâu làm rầu nồi canh. Trước đó, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 còn khẳng định bản thân hài lòng với nhiệm kỳ mà tổ chức sắp xếp và biết ơn vì những điều lố bịch ấy. Tuy cùng mang danh hiệu Miss Trend International, nhưng Thùy Tiên khác hẳn. Đối với cô, sứ mệnh của một hoa hậu là duy trì đến suốt đời. Đó không phải là danh hiệu nhất thời hay chỉ có thời hạn sử dụng trong một nhiệm kỳ. Trở về Việt Nam, người đẹp sinh năm 1998 còn bận rộn hơn với những lịch trình dày đặc, thực hiện các kế hoạch mà đã ấp ủ từ lâu và tích cực tham gia những chuyến công tác thiện nguyện ở mọi nơi xa xôi, điều kiện kinh tế và cơ sở vật chất còn chưa được đáp ứng. Đáng đề cập là dự án gây quỹ xây trường học cho trẻ em vùng cao vô cùng thiết thực gần đây của nàng hậu. Vừa qua, Hoa hậu Thùy Tiên lại khiến fan không khỏi tự hào khi nhận nuôi 15 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn sau đại dịch Covid-19, hỗ trợ nuôi dưỡng các bé cho đến 18 tuổi. Một nghĩa cử cao đẹp mà một cô hoa hậu lan tỏa đến cộng đồng, xóa bỏ định kiến hoa hậu thì cặp đại gia, suốt ngày xe xua váy áo không khác chi bình hoa di động. Cô còn cùng ekip của mình đưa các bé đi chơi đầm sen, nơi lưu giữ tuổi thơ của nhiều thế hệ. Khi đi chơi cùng các con nuôi, mẹ Thùy Tiên giản dị lạ thường, rất gần gũi và đáng yêu. Do lịch trình công việc quá dày đặc nên Tiên cũng chưa được tiếp xúc với các em nhiều. Ngày hôm nay được dịp dẫn các bé đến đầm sen chơi, được quay trở lại với tuổi thơ thật sự. Và hơn hết là được lắng nghe những chia sẻ đầy xúc cảm của các em và phụ huynh. Tin rằng việc mình có thể dẫn các em đi chơi như thế này sẽ giúp tinh thần trẻ con được yêu đời và lạc quan hơn. Tiên sẽ cố gắng để có nhiều dịp như thế này hơn nữa. Miss Trend International 2021 chia sẻ sau chuyến đi chơi cùng 15 đứa con nuôi. Sứ mệnh của một người hoa hậu, nó không chỉ gói gọn trong một nhiệm kỳ ngắn ngủi hay đơn giản chỉ là danh hiệu để tiến thân. Một điều đơn giản như vậy, nhưng không phải người đẹp nào cũng có thể hiểu và ý thức được. Thùy Tiên tên thật là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sinh năm 1998 và là một trong những người mẫu đại diện nhan sắc nổi tiếng tại Việt Nam. Năm 2021, Thùy Tiên tham gia thi đấu tại Miss Trend International và xuất sắc trở thành người nhận vương miện. Sau khi về nước, sự nghiệp của Thùy Tiên thăng hoa với lịch trình dày đặc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Mới đây, nàng hậu còn lập kỷ lục mới dù hết nhiệm kỳ. Cụ thể, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, hashtag tên của nàng hậu đã chính thức đạt 6,6 tỷ lượt xem. Đây là một con số kỷ lục khi nhiều ngôi sao đình đám tại Vbiz vẫn chưa có được thành tích này.